Năm 2022 cùng với cả nước, Bà Rịa Vũng Tàu bước vào phục hồi. Mỗi lĩnh vực ngành nghề có những áp lực riêng, nhưng với ngành y tế, áp lực vẫn ở đỉnh điểm. Dịch COVID-19 được kiểm soát nhưng chưa kết thúc. Không thể ngơi nghỉ, lực lượng y tế lại nỗ lực và nỗ lực để bảo vệ thành quả cuộc chiến chống dịch, cùng nhiệm vụ thường nhật chăm sóc sức khỏe nhân dân, phòng chống các loại dịch bệnh theo chu kỳ, nhất là khi năm 2022 rơi vào chu kỳ đỉnh điểm dịch bệnh sốt xuất huyết. Những tháng đầu năm 2022, lây nhiễm COVID-19 vẫn lan rộng. Theo dõi quản lý F0 tại nhà là nỗ lực rất lớn của tuyến y tế cơ sở. Khi tình hình lây nhiễm COVID-19 dần ngăn chặn, thì dịch sốt xuất huyết bắt đầu bùng phát rồi lan nhanh. Dịch chồng dịch, đứng mũi chịu sào vẫn là lực lượng y tế cơ sở. Đó, sau cái dịch COVID và dịch sốt xuất huyết thì cũng rất may là cái số ca mắc cao như vậy, nhưng mà cái số tử vong thì là không có ghi nhận. Tới thời điểm này là Phường Thống Nhất tương đối ổn về dịch sốt xuất huyết cũng như là dịch COVID-19. Thực hiện 24/24 đêm, mà ví dụ như 1 giờ, 2 giờ hoặc 3 giờ sáng, nhân mà có biểu hiện khó thở nè, rồi mệt nè, thì mình sẽ lập tức là có mặt tại nhà bệnh nhân. Hàng tuần là có cán bộ đi giám sát để kiểm tra lăng quăng trong hộ gia đình á. Rồi khi còn có ca mà sốt xuất huyết thì tổ trưởng khu phố đều xuống là kiểm tra lăng quăng, sau đó là cho phun xịt. Năm 2022, toàn tỉnh ghi nhận đến gần 138.000 ca COVID-19, gần 16.500 ca sốt xuất huyết. Luôn trong tâm thế phòng chống dịch bệnh và nhiều kinh nghiệm trong phòng chống dịch bệnh được đúc rút từ cuộc chiến chống dịch COVID-19, đã và đang phát huy để ngành y tế tỉnh kiểm soát hiệu quả dịch bệnh với số ca COVID-19. Số ca sốt xuất huyết tử vong được hạn chế ở mức thấp nhất. Đến nay, mỗi ngày toàn tỉnh chỉ còn 5 đến 7 ca COVID-19, có ngày không ghi nhận ca nhiễm mới. Sốt xuất huyết giảm ở mức trên dưới 5 ca một ngày. Tiêm chủng đạt tỷ lệ miễn dịch cơ bản cho các lứa tuổi. Các chương trình y tế đạt và vượt chỉ tiêu đề ra.